May mắn hơn những người già ở mái ấm Tịnh Đức, nhiều người cao tuổi vẫn đang được quây quần bên con cháu. Những bóng cả ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi nếp nhà. Nương theo lời Phật dạy, các cụ truyền cho thế hệ sau sự yêu thương, hiếu hạnh, tấm lòng sẻ chia vì đồng bào. Bản thân các cụ cũng luôn là tấm gương sáng cho cộng đồng và con cháu noi theo. Gian thờ nhà ông già trở nên ấm cúng khi cuối tuần nào cũng đông đủ thành viên tụng kinh niệm Phật. Ông thường hướng dẫn con cháu cách chuyển hóa thân tâm. Tĩnh tâm lại, buông hết. Mùa dịch không về được đến chùa thì ở gia đình cũng hàng ngày thì dạy các con cháu tu tập cách niệm Phật, ngồi thiền, chỉ dẫn cho con cháu tụng kinh niệm Phật. Ba mẹ con là những người lớn tuổi, giống như là cây đa cây đề ở trong gia đình, luôn luôn hướng dẫn tụi con làm điều hay lẽ phải, và đặc biệt là trong vấn đề tu tập, làm cho con lúc nào cũng cảm thấy thanh thản trong tâm hồn và thoải mái trong công việc. Ở tuổi ngoài 60 như ông già, liều thuốc quan trọng nhất là tinh thần. Thời gian rảnh đọc sách Phật hay mâm cơm đông đủ con cháu cũng giúp ông bà thêm niềm vui tuổi già. Khi được quay quần cùng gia đình như thế này, nhất là khi gia đình con vẫn mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho chúng con. Thời gian qua, khi dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, ông già động viên con cháu làm thiện nguyện giúp đỡ bà con, như hạnh bố thí mà Đức Phật đã dạy. Ông lúc nào cũng khuyên các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Bao nhiêu chuyến xe yêu thương của Phật giáo Đắk Nông gửi hỗ trợ các tỉnh chống dịch là bấy nhiêu lần ông già cùng gia đình đều dốc lòng đóng góp. Gia đình cũng là người con của Phật, cũng gia đình Phật tử, thì cũng dạy cho con, cho cháu biết là chia sẻ những sự khó khăn của mọi người, thì hỗ trợ hết, tất cả gia đình có gì là hỗ trợ nấy, để mình một miếng khi đói bằng gói khi no, tránh những điều dữ, làm việc lành, làm những cái việc thiện để tạo cái phước đức cho đời sau. Không chỉ ông già, rất nhiều người cao tuổi thường tâm niệm, chừng nào còn làm nổi thì vẫn làm. Tại tỉnh Thái Nguyên, cụ bà Hải Yến năm nay gần 80 tuổi, vẫn cần mẫn đun từng chai nước với tác dụng giải nhiệt, dành tặng cho tất cả các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Thấy mọi người vất vả, gian khổ, mình chẳng làm được cái gì. Thế mà thôi, làm cái nhỏ nhỏ này để tặng mọi người. Những ngày qua, hàng nghìn chai nước đã đến với lực lượng tuyến đầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Không thể đi trao trực tiếp, bà nhờ con trai mang đến từng chốt một. Thì về hôm ấy ông nó bảo là mọi người thích lắm, thế là rất là vui. Thế bảo thế mẹ cũng thấy thích đấy. Bảo là thế thì muốn mang đến để cho người ta uống thôi, chứ mình chẳng nghĩ là để làm cái gì cả. Mà bà chỉ mang muốn là mong là mọi người uống cái đấy và nó khỏe ra và nó có sức, nó dai hơn. Thuốc của bà làm này thì bắt buộc là của mình là phải lá tươi, rất là vất vả, và vất vả cho nhiều người, nhất là như là bà mình. Bởi vì năm nay cũng 76 rồi, nhưng mà khi mà đến với các chốt kiểm dịch, được các anh em rất là phấn khởi, đón chào, và thấy anh em cũng lại khỏe, thì như thế lại càng tăng cho mình cái động lực, và tiếp tục mình sẽ làm. Mình có sức đến đâu, mình làm được đến đó, góp một phần nhỏ bé với lại chung với công cuộc chung phòng chống dịch của toàn xã hội. Không những là chỗ dựa tinh thần vững chắc, những người cao tuổi như ông già, bà Yến còn chính là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Những chai nước ấm lòng của bà Yến hay những chuyến rau nghĩa tình của ông già là động lực, niềm tin để con cháu biết sẻ chia nhiều hơn.